Wow, đẹp quá các em ơi. Vũ Sư Lâm đóng băng nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ý. Chào các cô bé xinh yêu. Các em vẫn còn nhớ là anh tóc xanh mới đặt một bưu phẩm từ Unicorn Slam chứ? Thế mà trong video đó có bạn đã thách anh là: anh tóc xanh ơi, anh hãy đóng băng slam của Unicorn Slam đi. Thì các em nghĩ là anh có nên chấp nhận cái lời thách thức này không? Bao nhiêu lời thách thức về Squishy rồi mà bây giờ có thêm cả lời thách thức về slam nữa. Thì slam và đóng băng trong tủ lạnh liệu lấy ra còn có thể chơi được không nhỉ? Đây sẽ là hai hút slam anh tóc xanh sử dụng để đóng băng trong tủ lạnh. Thì trước khi anh tóc xanh đưa hai hút slam này vào trong tủ lạnh thì anh thách các em hãy làm thử thách 5 giây với anh. Đó là trong vòng 5 giây các em phải kéo xuống và like thật nhanh video này. Bạn nào mà không like kịp thì sẽ không xem nữa nhá. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúc mừng các em đã chiến thắng thử thách 5 giây của anh tóc xanh. Còn bây giờ anh sẽ review qua hai hút slam này. Chắc là các em cũng xem hai hút này ở trên video lần trước rồi đúng không? Video mà anh bốn mắt khui ra mà không may nó bị vỡ một hộp ấy. Thì hai hút slam này là hai hút slam trong nhá. Rất đẹp luôn nè. Đó. Ừ, không dính tay luôn. Và rất là đẹp. Thì mùi vẫn rất thơm. À, anh bốn mắt thì anh ấy hơi lười nên là có khi anh ấy lại không sử dụng borax mà anh ấy dùng dung dịch dơ miệng. Nhưng mà bây giờ anh ấy biết rồi, anh ấy biết là dùng dung dịch dơ miệng không tốt thì anh sẽ không sử dụng nữa các em ạ. Slam này là slam chanh bạc hà thì phải á. Không dính tay nữa nha. Đã sửa xong rồi mà. Thì các em thấy quan sát kỹ cái màu sắc của nó nhá. Màu sắc của hút slam này khi trước khi đưa vào tủ lạnh rất là đẹp đúng không nào? Siêu đẹp luôn. Còn nếu mà đưa vào trong tủ lạnh đóng băng thì không biết nó sẽ như thế nào. Lời thách thức này anh tóc xanh sẽ thực hiện chứ không thể sợ sệt được. Anh sẽ đối mặt với thử thách này. Bây giờ anh sẽ đưa hai hút slam của Unicorn Slam vào trong tủ lạnh và đợi xem điều gì xảy ra. Sau 2 tiếng nữa hút slam này sẽ đóng băng hoàn toàn luôn. Chào các em, thì anh tóc xanh đã trở lại rồi đây. Anh đã đóng băng sau 3 tiếng đồng hồ. Thì sau 3 tiếng thì hộp slam của chúng ta đã đóng băng lắm rồi. Các em có muốn xem slam đóng băng như nào không? Bây giờ anh sẽ làm phép thuật để hiện ra hai hộp slam đóng băng. Đây rồi các em ơi. Slam đóng băng là như thế này sao? Quay cận cảnh vào để nhìn nhá. Các em có biết cảm nhận đầu tiên của anh tóc xanh khi nhìn hộp slam đóng băng này là gì không? Đó là ấy, nó giống hệt một hộp sữa chua luôn ấy. Các em nhìn mà coi này. Đấy, nó có thành những cái slam trong này nó đóng thành những cái tuyết ấy. Nó đóng thành tuyết luôn. Tuyết có vân vân này y như một hộp sữa chua ấy. Cái này là sữa chua cốm. Còn cái này là sữa chua khoai môn. Các em thấy giống không nào? Đấy, thì bên trong này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy là kim tuyến này hay là hạt xốp, nó vẫn đóng băng ở trong này luôn. Đẹp tuyệt, đặc biệt là màu sắc nhá. Anh tóc xanh thấy màu sắc của slam nó đã nhạt hơn rất là nhiều. Ví dụ như lọ này trước là màu tím đậm ơi là đậm thì bây giờ nó là màu tím nhạt như là tím sữa ấy. Rất là lạ luôn và sờ vào cực kỳ là lạnh luôn ấy. Lạnh quá. Mát ơi là mát. Nếu giả sử như có một loại slam mà mát như thế này chơi vào mùa hè thì siêu đá luôn à. Còn bây giờ thì anh tóc xanh sẽ lấy cái slam đóng băng trong này ra để chúng ta cùng xem nhá. Lấy thử ra nè. Wow, nắp mở khá dễ. Các em ơi, đóng băng rồi này, hay chưa? Wow. Hai hút slam của chúng ta đóng băng đến mức độ cứng như đá luôn. Wow, không thể ấn được vào luôn ạ. Wow, không thể ấn được vào nữa các em ạ. Wow, như thế này làm sao mà anh tóc xanh có thể review được slam đóng băng như thế nào? Nó đóng băng một cách khủng khiếp luôn này. Cứng quá. Yeah. Cứng quá trời. Wow, làm cách nào để lấy ra được đây các em? Anh nghĩ là chỉ có một cách thôi.
đó là đập vỡ vỏ hộp slam này. Bởi vì các em nhìn thấy không, đằng nào thì cái hộp của nó cũng nứt rồi ấy. Thì bây giờ anh sẽ đập ra, sau đó thì anh lấy một cái hộp khác anh đựng lại, thì chúng ta mới review được cái slam ở bên trong. Còn nếu mà không đập hộp ra thì làm sao mà review được. Thì bây giờ anh sẽ đi lấy dụng cụ để đập hộp slam này ra nhá. Thông báo với các em là anh Tóc Xanh đã đập được hai hút slam này ra rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem thành quả hút slam đóng băng thì như thế nào nhá. 1, 2, 3. Không lấy được ra, anh lấy được một nửa thôi. Rất là cứng, rất là dính. Cẩn thận bị đứt tay. Rất dễ bị đứt tay nếu như không cẩn thận. Móc cái lớp này ra, từ từ lấy ra các em ơi, hết sức từ từ thôi. Anh lấy được một hũ slam đóng băng ra rồi. Hũ thứ hai. Wow, đẹp quá các em ơi, hũ slam đóng băng nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ý. Đây, anh đã lấy được hai hút slam ra rồi. Anh Tóc Xanh đã đóng băng được hai hút slam và còn lấy chúng ra nữa. Thì các em biết không? Các em biết không? Hút slam trên tay anh lại khủng khiếp luôn. Các em hãy nhìn zoom vào hai hút slam này này. Đó, nó cứng. Nó đóng băng lại luôn, không hề có vỏ hộp nhưng mà nó không chảy đâu nhá. Nó rất là hơi bị dính tay ấy. Cảm giác như kiểu sờ vào cảm giác như kiểu là mình sờ vào một cái gì đó khá là rất là dính. Nó mềm mềm, dính dính, lại lạnh lạnh, như là một món ăn ấy, nhưng anh chưa có nhớ ra là món gì. Thì không biết là bao giờ nó mới chảy luôn ấy. Thì bây giờ anh sẽ thử bẻ đôi cái slam bị đóng băng này ra xem bên trong nó có gì nhá. Thì ra là slam của chúng ta chỉ đóng băng lớp bên ngoài thôi, còn bên trong ruột của nó vẫn chưa đóng băng. Đó, ui đẹp quá trời luôn. Nó kiểu bên ngoài nó đóng băng nó thành màu khác ấy, mà bên trong thì nó là một loại slam rất là dẻo, không hề dính tay và mát lạnh luôn đó. Đẹp đúng không các em? Thật là kỳ diệu luôn ấy. Thì bên trong hũ slam này, bên trong này thì nó chỉ còn kim tuyến thôi đấy, và có cái phần lõi này là chưa đóng băng này, còn các phần xung quanh là đóng băng hết rồi. Đóng băng một cái khủng khiếp luôn đấy. Cực kỳ khó bẻ luôn. Ôi, bên trong của nó vẫn là slam, kiểu slam mà chưa đóng băng ấy, còn cái bên ngoài đóng băng lạnh toát một toạt rồi. Đây là hai hũ slam lạnh quá. Thì bây giờ anh chỉ còn cách là đợi cho nó tan ra để xem là còn chơi được hay không thôi nè. Còn cái phần slam này thì vẫn chơi được bình thường luôn. Nó rất là dẻo mà mát lạnh luôn. Theo các em thì slam này đóng băng sau đó mà chảy ra liệu có còn chơi được nữa không? Anh nghĩ là chắc là vẫn chơi được, bởi vì cái phần slam trong lõi này nó lạnh như thế mà nó cũng vẫn bình thường, nó không có bị dính đâu. Nó mát lạnh thôi, chơi rất là thích. Nếu mùa hè mà chơi thì slam này cũng vừa vui mà mát nữa chứ. Anh nghĩ là anh sẽ cho slam vào trong tủ lạnh để cho nó mát như thế này. Khi lôi ra chơi ấy, mình vừa giải nhiệt luôn. Mình vừa được mát mà lại vừa được chơi nữa chứ. Rất là thích. Thì vấn đề là bây giờ phải tìm một cái hũ đã. Mát quá trời. Anh nhận ra là cái slam này khi đóng băng vào nó rất là lâu tan ấy. Nó rất là lâu chảy. Tốc độ chảy của nó rất là chậm. Không giống như nước. Như nước thì mình sờ một lúc là nó chảy hết ra rồi, nhưng là slam thì nó rất là lâu rồi mới chảy. Đấy, anh chơi mãi thì đến giờ mà có thấy chảy đâu. Nếu mà các em thích video này thì hãy tặng cho video một like, và nếu mà có ý kiến muốn anh Tóc Xanh thử một cái trò gì với slam thì hãy comment bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trên các video lần sau này. Ai mà thấy tiếc cho hai hũ slam này cũng đừng lo, bởi vì anh nghĩ là nó chảy ra anh lại chơi tiếp được thôi. Chỉ tiếc hai cái vỏ hộp thôi, sẽ thay một vỏ khác. Chào tạm biệt các em nhá. Bye bye.